Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ cùng đến với bài viết Lịch sử từ chữ tượng hình đến sticker của tác giả Chuê. Mình là Quỳnh Anh, sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Có một sự thật là chẳng có lý do gì để bảng chữ cái phải theo thứ tự ABCD. Và thứ ngôn ngữ viết cổ xưa nhất cũng thế, nó thậm chí còn chẳng có bảng chữ cái, không giống như nhiều các hệ thống chữ viết ghi âm hiện đại. Thay vào đó, mỗi ký tự biểu diễn một từ hoặc một phần của từ. Nghe có vẻ khá quen với bạn, vì kiểu nói bằng một bức tranh là một khái niệm quen thuộc, như Hán tự là một dạng hệ thống chữ hình họa, cũng như bộ kanji trong tiếng Nhật. Thanh thiếu niên hiện nay đang sử dụng một bộ chữ hình họa hiện đại hơn, đó chính là các sticker. Người ta đã tốn rất nhiều giấy mực để phê phán việc sticker và emoji đang giết chết các con chữ. Nhưng điều đó cũng vẽ ra một sai lầm khác. Đó là ngôn ngữ tiến hóa từ những con chữ hình họa, hay còn gọi là chữ tượng hình, thành ngôn ngữ có các chữ cái, ví dụ như tiếng Anh. Sự thật là tiếng Anh không phát triển từ một hệ thống chữ hình họa. Và tiếng Quan Thoại, thứ tiếng có hơn 1 tỷ người dùng hiện nay, cũng là thứ ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới, lại là một hệ thống ngôn ngữ hình họa dựa trên nền tảng âm tiết. Ngày nay, các nhà ngôn ngữ học có thể phản đối việc xếp emoji thành một hệ thống chữ viết hình họa. Đó là bởi vì emoji thực ra mang tính chất hình, ý, nghĩa là dùng hình để lấy ý. Mỗi emoji biểu trưng cho một ý niệm thay vì một từ cụ thể. Nhưng khi sticker trở nên phổ biến và bắt đầu thay thế các emoji đơn giản, chúng ta lại tiến đến gần hơn với một thứ ngôn ngữ hình họa thật sự, khi mà mỗi ký tự, thay vì biểu tượng cho một ý niệm, thì lại trở thành một từ trong câu. Những người dùng các ứng dụng chat như Line hay WeChat sẽ có thể đặc biệt quen với điều này. Khi mà một người viết một câu, họ có thể chọn thay thế bất kỳ từ nào với một sticker có tương quan nghĩa trực tiếp với từ đó. Nếu câu đó xuất hiện ở thông báo Push Notification, một người dùng có thể thấy các từ của một câu, ví dụ như anh có muốn đi ăn với em không? Trong khi các chương trình sẽ thay thế chữ ăn và chữ em bằng các hình ảnh tương đương. Cần phải chú ý rằng không có một hệ thống chữ viết tượng hình nào sử dụng hoàn toàn các biểu tượng, nghĩa là một chữ tương đương với một hình. Tiếng Quan Thoại sử dụng các thành phần âm tiết để mô tả các từ mới gặp. Trong khi chữ tượng hình Ai Cập cổ đại cho phép sử dụng các phụ âm với lý do tương tự. Và thứ ngôn ngữ cổ xưa nhất thế giới, đó là một hệ thống chữ viết dựa theo các âm tiết. Nhiều người sẽ nói rằng chữ viết nguyên bản của chúng ta là chữ tượng hình Ai Cập cổ đại. Thế nhưng, thứ ngôn ngữ nổi tiếng đó không phải là thứ tiếng đầu tiên đã xuất hiện. Vinh dự này dành cho chữ hình Nêm. Được phát minh từ cách 3.400 năm trước công nguyên, chữ hình Nêm không phải là một thứ ngôn ngữ nói, mà là một hệ thống chữ viết. Chữ hình Nêm sử dụng chung các ký tự với nhiều ngôn ngữ khác, trong đó đáng chú ý nhất là tiếng Sumeria và tiếng Akkadia. Giống như cách mà tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông sử dụng cùng một hệ thống chữ viết, chúng ta có thể hoàn toàn viết tiếng Anh bằng chữ hình Nêm. Hệ thống chữ hình Nêm bắt đầu với hơn 1.000 ký tự, nhưng qua thời gian, họ đã cắt bớt đi để có thể dễ sử dụng hơn, trái ngược với tiếng Anh hiện đại. Khó có thể nói được rằng chữ viết bắt nguồn từ thời gian nào khi mà xã hội nguyên thủy sử dụng các tiền ký tự, chính là mấy hình khắc trên vách đá trong hang. Nhưng các nhà sử học hiện nay đều nhất trí rằng các nền văn hóa chuyển sang dùng chữ viết khi họ bắt đầu chuyển từ săn bắn hái lượm sang làm nông nghiệp. Cho dù là người Sumeria hay người Maya, quản lý tài sản yêu cầu một hệ thống chữ viết tinh vi hơn để ghi lại. Với trường hợp của chữ hình Nêm, đó là một chuỗi các ký tự biểu trưng cho hàng hóa, ví dụ như một con cừu, hai con cừu hay rất nhiều cừu. Và nó tiến hóa sang các khái niệm về tư sản, ví dụ như hai con cừu của tôi, hai con cừu của anh. Và từ đó, họ lại thêm vào các yếu tố ngữ âm để giải mã được chi tiết hơn. Ví dụ, hai con cừu của Mark, hai con cừu của Ren. Tiếng Trung hiện đại sử dụng cả chữ tượng hình và các ký tự ghi âm để có thể tạo ra từ cho các khái niệm lần đầu tiên xuất hiện.
Nhiều người học ngoại ngữ tin rằng hầu hết Hán tục là ghi hình bởi vì nó dễ dạy và dễ nhớ, nhưng nó chỉ chiếm khoảng 5%. Khoảng 12% là các văn tự hình, tượng ý hay một biểu tượng hình, và tới 80% còn lại là các ký tự ngữ âm, nghĩa là có sự kết hợp của cả tượng hình và tượng âm. Chữ hình nêm cũng vậy. Cho dù Hán tự có sự tiến hóa tương đối giống với chữ hình nêm, nhưng hai hệ thống chữ viết này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Trong khi các nhà sử học vẫn tranh cãi rằng chữ tượng hình Ai Cập phát triển từ chữ hình nêm hay là tách biệt khỏi chữ hình nêm, thì họ cũng đều biết rằng tiếng Hán có gốc riêng của nó, chứ không phải một nhánh tách từ chữ hình nêm. Người Maya cổ đại có một ví dụ tiêu biểu về hệ thống chữ viết tách biệt phát triển song song. Họ cũng đã sáng tạo ra chữ tượng hình. Khi mọi người vẫn đang tranh luận về việc tiếng Anh thoái hóa trở thành sticker, thì điều duy nhất thể hiện sự ngu dốt của họ là tiếng Anh không bắt nguồn từ thứ ngôn ngữ tượng hình. Tiếng Anh sử dụng bảng chữ cái Latin mà bắt nguồn của nó là từ nhóm ngôn ngữ Semi. Các ngôn ngữ hệ Semi có xuất phát từ vùng Mesopotamia, người Ai Cập vùng Peninsula và vùng Levant từ khoảng năm 3750 trước Công Nguyên. Hệ thống chữ viết của họ dựa trên chữ viết thầy tu Ai Cập, không phải là chữ tượng hình. Chữ viết thầy tu tồn tại song song với chữ tượng hình mà không phải là một nhánh phát triển từ chữ tượng hình. Chúng tồn tại cùng một thời điểm. Đây là trường hợp mà cả chữ tượng hình và chữ ghi âm không chỉ cùng tồn tại, nó thậm chí còn cùng tồn tại trong cùng một ngôn ngữ. Không chỉ có vậy, chữ viết thầy tu còn được sử dụng nhiều hơn chữ tượng hình trong đời sống hàng ngày. Không giống như hệ thống chữ hình họa Trung Quốc cổ đại với biểu trưng còn đơn giản, thì chữ tượng hình Ai Cập cực kỳ đẹp và chi tiết. Điều đó có nghĩa là chữ tượng thanh viết nhanh hơn và chữ tượng hình phức tạp hơn nhưng lại chứa nhiều thông tin hơn. Chữ tượng hình còn được sử dụng rất nhiều trong các văn bản hành chính cũng như kể chuyện. Giới học giả phương Tây thì vẫn thích hệ thống chữ viết dựa trên việc họ muốn nó nghiêm túc hay dân dã. Nhưng công nghệ hiện đại đã bắt đầu phân chia nó ra. Ngày nay chúng ta có thể ngay lập tức dùng emoji và sticker thay vì phải viết những đường nét rất phức tạp hay là phải gõ nguyên một từ, vậy là ta có thể tiết kiệm được sức lao động. Còn với việc viết một email công việc thì sao? Bạn sẽ phải gõ cả câu đúng chính tả và ngữ pháp, rồi kiểm tra lại hai lần cho chắc ăn. Thế nhưng viết cho bạn thân và chị gái thì không cần phải như vậy. Emoji phổ biến hơn vì nó nhanh và biểu cảm hơn emoticon. Và lịch sử đã chứng minh rằng người Trung Quốc và cả Nhật Bản đã châm ngòi cho phong trào sử dụng sticker. Cho đến tận bây giờ, trong giới công nghệ, các sản phẩm của phương Tây vẫn không hiệu chỉnh cho các Hán tự. Sarah Zhuang đã viết trên tờ The Atlantic, điện báo đã được phát triển với cốt lõi là bảng chữ cái, máy đánh chữ cũng vậy, và cả máy tính, và cả các giao thức Internet. Và người Trung Quốc đã dành cả một thập kỷ để làm cho ngôn ngữ của họ có thể theo kịp được những công nghệ trên, cho đến khi máy tính có đủ sức mạnh để vượt qua nó, cho ra kết quả là một mối quan hệ với công nghệ phong phú và phức tạp hơn trong thế giới chữ cái. Sức mạnh máy tính hiện đại cho phép lập trình tiên đoán. Điều này khiến việc nhập dữ liệu đầu vào nhanh hơn tiếng Anh và cuối cùng dẫn đến một phát minh nổi tiếng, đó chính là autocorrect. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, người sử dụng điện thoại muốn giao tiếp nhanh chóng, nhưng bàn phím điện thoại có khả năng nhập Hán tự một cách chậm kinh khủng. Thay vào đó, sticker có thể biểu đạt cảm xúc nhanh hơn và dễ truyền đạt hơn. Nhưng giống như các ngôn ngữ, sticker cũng có một khởi nguồn, mà mở đầu là các phong trào sử dụng emoticon thay cho các câu phức tạp. Emoticon được phát minh bởi một nhà nghiên cứu tại Đại học Carnegie Mellon University. Scott Fullman gặp rắc rối khi sinh viên hiểu nhầm các thông báo trên bảng tin, và ông muốn có một cách nhanh hơn để các sinh viên có thể phân biệt là tin nhắn đó có tính nghiêm túc hay hài hước. Một hình mặt cười sau một tin nhắn chỉ cần dùng hai phím, và ý tưởng này nhanh chóng lan ra. Chẳng qua lâu sau, emoticon có thể mô tả động vật hay cảm xúc, và thậm chí là cả hành động. Các emoticon phổ biến được chuyển đổi thành emoji, và cha đẻ của nó là Shigetaka Kurita.
Ông là người nắm bắt xu thế và mang emoji đến điện thoại di động ở Nhật Bản vào cuối những năm 90. Chúng phổ biến đến nỗi mà Apple, khi giới thiệu iPhone vào năm 2007, họ muốn dọn đường đến thị trường Nhật Bản và tung ra một tính năng ẩn để người dùng có thể bật được bàn phím emoji. Nó chỉ được quảng cáo ở Nhật Bản, nhưng sau đó người dùng ở Mỹ nhanh chóng tìm ra. Cùng với sự ngạc nhiên của Apple, thì ai cũng thích dùng cách đơn giản này để giao tiếp. Từ đó, emoji lan ra toàn thế giới. Từ emoji, cuối cùng chúng ta phát triển ra các sticker, một dạng giao tiếp hình họa nâng cấp. Sticker được phát triển sau trận động đất và sóng thần Tohoku năm 2011, khi công ty Internet hàng đầu của Hàn Quốc là Naver bắt đầu phát triển Line, mà sau đó đã trở thành app nhắn tin phổ biến nhất ở Nhật Bản. Họ cho phép người dùng kể một câu chuyện phức tạp, và đó là cách mà nhiều người vẫn giao tiếp hiện nay. Có đến 2,5 tỷ người dùng ít nhất một app nhắn tin. Vào năm 2018, người ta dự đoán có hơn 90% những người có thể truy cập Internet sẽ sử dụng các app này. Thế giới ngày càng trở nên phức tạp qua từng năm, và ngôn ngữ đã gặp khó khăn với việc theo đuổi sự phát triển đó. Tiếng Anh hiện đại có khoảng 1 triệu từ, so với thời của Shakespeare chỉ có 200.000 từ. Hầu hết người nói tiếng Anh chỉ sử dụng một phần, một người bản địa nói tiếng Anh có vốn từ vựng khoảng 30.000 từ. Bạn có thể sẽ khó chịu khi gặp người khác nói Klogotor và phải Google xem nó có nghĩa là gì, nhưng có người dùng đậu má hay ship trà sữa. Chúng ta cần một thứ ngôn ngữ đơn giản hơn và vượt qua khả năng biểu đạt của ngôn ngữ hiện tại, có thể biểu đạt chỉ bằng một lần bấm nút. Chào mừng đến với kỷ nguyên của sticker. Với sticker, chúng ta có thể chỉ cần một lần chạm mà truyền đạt được cả một đến hai câu. Cũng giống như cách mà người Ai Cập sử dụng chữ tượng hình và các chữ cái với mục đích khác nhau, chúng ta có thể sử dụng nó để nói chuyện từ chính trị cho đến sex. Sticker có thực sự là một kiểu ngôn ngữ hay không? Các nhà ngôn ngữ học vẫn đang chần chừ về việc công nhận điều này. Một trong các luận điểm họ đưa ra là nó thiếu ngữ pháp và chính tả, khiến nó không mang tính ngôn ngữ trên lý thuyết. Chúng ta chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ theo ngữ cảnh. Ví dụ như mother lover, ai cũng biết chúng ta có thể thay love bằng F-word. Nhưng không có nhất trí về mặt ngữ pháp khi nào dùng love hay không. Tuy nhiên thì có một số nghiên cứu cho thấy người dùng đã bắt đầu có ý niệm về chữ tượng hình. Ví dụ như một cái cốc bốc khói sẽ được hiểu là cốc cà phê hoặc đồ uống nóng. Và đó có thể là khởi đầu để sticker có thể phát triển thành một hệ thống chữ viết. Một người sử dụng mạng xã hội Reddit đã thử làm điều đó. Một sinh viên ngôn ngữ học tại Đại học South Florida đã viết lại chuyện cổ tích nàng công chúa ngủ trong rừng, hoàn toàn chỉ dùng emoji, trừ tên riêng của nhân vật. Thậm chí có các cuốn như Moby Dick, sách cuối đầu giường của các sinh viên văn khoa Mỹ, đã được chuyển thể thành emoji mà các bạn có thể mua chỉ với giá 40 đô. Vậy, nếu nó có quy tắc ngữ pháp hay chính tả riêng thì sao? Kết quả có thể giống như cuốn Book from the Ground của Xu Bing, cuốn sách toàn những ký hiệu và ký tự mà tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Sticker không phải là một dạng thoái hóa từ ngôn ngữ, nó cũng chẳng phải là tiến hóa. Nó là một dạng ghi nhớ văn hóa về cách mà mọi thứ hoạt động để có thể biểu đạt trong thời đại công nghệ. Với người phương Đông, nó là một sự vận động tự nhiên. Còn với người phương Tây, đó là sự dồn nén qua nhiều thập kỷ cần được thỏa mãn. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu sticker có thể trở thành ngôn ngữ thống nhất toàn thế giới hay không? Bài viết trên Medium, tiêu đề do người dịch đặt. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Các bạn đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung tương tự như trên, thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Quỳnh Anh, xin chào các bạn và hẹn gặp lại!